Sự cố đáng tiếc xảy ra trong buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Argentina. Huấn luyện viên Scaloni đã yêu cầu thay đổi người phiên dịch. Có hai thành viên của ban tổ chức đóng vai trò là người phiên dịch của buổi họp báo. Ông ấy không thoải mái và cảm thấy khó hiểu những câu hỏi mà một trong số họ đã trừu tượng hóa. Anvino Hanafi, nhà báo thể thao nổi tiếng của Indonesia, bức xúc. Buổi họp báo trước trận giao hữu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Argentina diễn ra vào ngày 18 tháng 6. Sự cố đáng tiếc xảy ra khi huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina, ông Lionel Scaloni, tỏ ra không hài lòng. Thậm chí, ban tổ chức cuộc họp báo nhận được đề nghị thay đổi phiên dịch ngay khi huấn luyện viên Scaloni đang trả lời câu hỏi từ truyền thông. Huấn luyện viên Scaloni không hài lòng với phiên dịch. Do sự khác biệt lớn về ngôn ngữ, Liên đoàn bóng đá Indonesia, PSSI, đã mời phiên dịch để dịch tiếng Indonesia sang tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ chính của Argentina, và ngược lại. Huấn luyện viên Lionel Scaloni không sử dụng tiếng Anh tốt, do đó việc ông yêu cầu có phiên dịch tiếng Tây Ban Nha là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo phản ánh từ tờ Bowler Indonesia, phiên dịch này làm việc không tốt. Bowler viết, hóa ra, việc dịch một số ngôn ngữ bóng đá từ tiếng Indonesia sang tiếng Tây Ban Nha không hề đơn giản. Người phiên dịch này tỏ ra lo lắng. Huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng bối rối khi trả lời những câu hỏi sau khi được chuyển ngữ. Ban tổ chức bị đề nghị thay thế phiên dịch sau đó. Chưa dừng lại ở đây, huấn luyện viên Lionel Scaloni không hài lòng khi người điều hành buổi họp báo từ chối câu hỏi từ phóng viên Argentina. Dù vậy, theo Bowler, đây là quyết định hợp lý của ban tổ chức. Các câu hỏi được luân phiên dành cho phóng viên Indonesia và Argentina. Cũng theo ghi nhận từ báo chí nước chủ nhà, buổi họp báo diễn ra quá sát giờ tập của đội tuyển Argentina. Do đó, huấn luyện viên Lionel Scaloni không thể thoải mái chia sẻ. Nhà cầm quân người Argentina lý giải chuyện Messi vắng mặt, Lionel Messi, Enzo Di Maria và một số cầu thủ khác cần thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các trận đấu khác. Chúng tôi thay đổi nhiều cầu thủ không phải vì tuyển Indonesia yếu mà tôi muốn thử nghiệm điều gì đó mới mẻ. Tôi rất vui khi người dân Indonesia chào đón đội tuyển Argentina.